Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Phong thủy nhà hướng Bắc trong vận chính. Khải Toàn xin phép chia sẻ phong thủy nhà hướng Bắc trong vận chính theo huyền không phi tinh. Hướng Bắc trong vận chính có 4 quẻ. Trước khi đi chi tiết vào bài, xin chư vị lưu tâm vài đại ý sau. 1. Phong thủy là từ trường, trường là năng lượng. 2. Nên xem bài hướng dẫn đo tọa độ. 3. Phục số và cách ứng dụng không như nhau. 4. Nên ưu tiên loan đầu rồi đến lý khí. 1. Phong thủy là từ trường. Giả dụ nhà có từ trường tốt, người trong nhà tâm tánh phấn khởi, trẻ em lại thích đến chơi đùa, ngay cả động vật cũng thích vào. Phong thủy tốt đơn giản là sạch sẽ, không mùi, bài trí phong thủy hợp ngôi nhà và sinh thần bát tự của gia chủ, gia tăng đáng kể cơ hội tài lộc, gia đạo an ổn. Thứ hai, xem hướng dẫn đo tọa độ để biết phương pháp lập quẻ cho ngôi nhà. 3. Thuộc số và cách ứng dụng không như nhau. Người ví dụ, người dụng tốt bát trạch cho rằng bát trạch là ứng nghiệm. Người tinh thông huyền không phi tinh cho rằng huyền không phi tinh là chính xác, tính được tốt xấu theo thời gian. Huyền không phi tinh dùng cả chính hướng và kim hướng như thế nào? Tuy nhiên không có tốt nhất do ở người dụng. Bài này Khải Toàn chia sẻ, chư vị tham khảo, thấy phù hợp thì ứng dụng. 4. Nên ưu tiên loan đầu rồi đến lý khí. Loan đầu là hình thể, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi được. Giả dụ diện tích khiêm tốn, đặt bàn làm việc, đặt giường ở không gian mà thầy phong thủy bảo lý khí quẻ này tốt. Nếu như vậy phải xoay giường, xoay bàn thì thấy chướng mắt. Dù lý khí có tốt nhưng chướng tai gai mắt sẽ phản tác dụng. 5. Từ trường con người là mạnh nhất. Mỗi người chúng ta có từ trường năng lượng khác nhau, lúc vui lúc giận cũng khác nhau. Gia đạo sống thiện lành, biết giúp người, biết cảm thông chia sẻ, đó chính là gia đình sản sinh từ trường tốt lành, giúp cho ngôi nhà vượng khí. Người biết ứng dụng giáo pháp lành vào đời sống, không chỉ tạo từ trường lành cho ngôi nhà, còn được gia hộ khỏi tà khí. Vì linh giới là khí âm, người là khí dương, người vượng khí và được gia hộ vượt mọi nguy nan. Nói qua về giáo pháp lành, thế nào là lành, thế nào là dữ? Chúng ta phải đọc kinh, nghe giảng kinh, chúng ta mới hiểu rõ thấu tình đạt lý, không mơ hồ. Khải Toàn khuyến nghị chư vị tìm nghe bài giảng kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo hoặc tìm đọc sách Bước Đầu Học Phật, tất cả đều có trong kênh. Tóm lại, dù chư vị hiểu cơ bản hay tìm hiểu chuyên sâu về phong thủy, nhất định phải dành thời gian tu dưỡng tâm tánh. Xin mời các bạn tham khảo phong thủy nhà theo hướng Bắc trong vận chính theo huyền không phi tinh. Có gì sai sót, xin các vị mở lòng thông cảm. Đồng thời tìm hiểu về loan đầu, xin các vị tìm thêm bài 18 bước có phong thủy tốt trong kênh. Quẻ thứ nhất ta có 338 độ cho đến 340 độ và 349 cho đến 352 độ. Đây là quẻ kim hướng của hướng Bắc trong vận chính. Tại hướng cửa, ta có nhất bạch hội hướng. Đây là cung tốt. Cung tốt phù hợp cho cửa khí, giường ngủ, phòng đọc sách. Tại tọa ta có nhị hắc và cửu tử. Cửu tử là sao đương lệnh, cũng là quẻ tốt. Ở những quẻ tốt, ta nên có cửa khí, từ cửa chính đến cửa sổ. Tại đây có thể dùng thủy để kích tài. Tại đông bắc ta có tam bích và bát bạch. Đông bắc kỵ mộc và kỵ thổ. Không nên có mộc và thổ, nên dùng kim. Tại hướng đông cũng tương tự, nên dùng kim.
Tại Đông Nam, ta có thất xích và tứ lục. Đây là quẻ kim và quẻ mộc. Không nên dùng kim. Tại đây có thể dùng thủy. Tây Nam, ta có cụ tử và nhị hắc. Cụ tử ở hướng tọa, không nên có nước, nên có bức tranh núi, phù hợp đặt bếp, cửa khí, cửa sổ, phòng ngủ, phòng đọc sách. Tại hướng Tây, vẫn là kỵ kim. Tại Tây Bắc, ta có ngũ hoàng và thất xích. Tất cả những nơi có ngũ hoàng và nhị hắc, không nên có thổ và hỏa, nên có kim để hóa sát. Trung cung, ta có ngũ hoàng nhập tù, vẫn là kỵ thổ hỏa. Nhà hướng bắc, tọa nam. Nam thuộc hỏa, phù hợp với người khuyết hỏa. Người khuyết hỏa thường sinh vào mùa đông. Khải Toàn xin nhắc lại, trong quẻ 338 đến 340 và 349 đến 352 độ, đây là quẻ kim hướng của hướng bắc. Cung tốt ta có hướng bắc, hướng nam và hướng tây nam. Ở cung tốt ta nên có bếp, giường ngủ, đọc sách, tài vị, kết sắt, bàn học, bàn làm việc. Nên lưu thông không khí ở những nơi này, ví dụ như máy lạnh, quạt. Vị trí kết sắt hoặc tủ thờ phù hợp nhất đặt ở hướng bắc hoặc là hướng tây nam. Cung Tây Bắc đại diện cho nam gia chủ. Dù nam gia chủ ở thiếu hỏa cũng không nên dùng nhiều hỏa ở cung Tây Bắc. Trong mỗi ngôi nhà, chư vị quan tâm đến cung Tây Bắc và cung Tây Nam. Tây Bắc đại diện cho người cha, người đứng đầu công ty, Tây Nam đại diện cho người mẹ. Cũng như hướng Đông đại diện cho con trai lớn và hướng Đông Nam đại diện cho con gái lớn. Trong nhà muốn sinh con trai thì làm vượng khí hướng Đông, muốn sinh con gái làm vượng khí hướng Đông Nam. Với quẻ này, nhà có thể được vượng khí trong 40 năm. Vì có nhất bạch là sao của tương lai. Trong vận chính, tốt về nhân đinh lẫn tài lộc. Nhưng qua đến vận 1, chỉ tốt về tài lộc không tốt về nhân đinh. Quẻ tiếp theo của hướng bắc 353 cho đến 355 độ, 4 đến 10 độ và 19 đến 22 độ. 19 đến 22 độ có thể phạm xuất quái hoặc là không vong. Đây là quẻ kim hướng. Nhà hướng bắc tọa nam, phù hợp với mệnh khuyết hỏa. Người khuyết hỏa sinh vào mùa đông. Nếu chọn nhà hướng bắc cộng thêm cho mình 5-10 điểm tốt. Tại hướng bắc ta có cửu tử ở hướng, phù hợp đặt bể cá, hồ nước, cá. Tại đông bắc ta có cửu tử ở tọa, phù hợp để cây to, tủ cao, tranh núi. Tại hướng bắc và hướng đông bắc, phù hợp để cửa khí, cửa sổ, giường ngủ, máy lạnh, bàn học, làm việc và két sắt. Tại hai quẻ này có thể dùng mộc và hỏa. Riêng hướng bắc nên dùng thủy, hướng đông bắc nên dùng mộc hỏa. Nên dùng thủy động. Thủy động là hồ nước, hồ cá, thác nước. Tại hướng đông và tây bắc không nên có kim. Có thể dùng ít thủy để hóa sát kim, để tiết hao kim. Tại tây nam và tây ta có tam bích và bát bạch. Tam bích và bát bạch không nên dùng mộc và hỏa. Có thể dùng ít kim. Tại hướng nam ta có nhất bạch hội tọa. Tại hướng này ta nên có hòn non bộ, dòng nước chảy hoặc là tranh núi non sông nước. Rất phù hợp đặt bếp, giường ngủ, cửa khí. Trong quẻ này ta có ba cung tốt: hướng bắc,
hướng Đông Bắc và hướng Nam. Quẻ này tốt về tài lộc lẫn nhân đinh. Tại những cung tốt, ta nên có cửa khí, cửa sổ, giường ngủ, máy lạnh và đặc biệt phù hợp đặt két sắt hoặc đủ tiền. Tại Đông Nam có ngũ hoàng, thị hỏa, nên dùng ít kim để hóa sát. Kim bao gồm đồ kim loại và đồ đồng. Tại Trung Cung, ta có ngũ hoàng nhập tù, vẫn là kỵ hỏa thổ, nên dùng kim. Về phong thủy loan đầu, hướng Tây Bắc đại diện cho nam gia chủ, hướng Tây Nam đại diện cho nữ gia chủ, hướng Tây Bắc không nên có nhà vệ sinh. Trong quẻ này, Đông Nam và Trung Cung là hai quẻ xấu, là hai cung xấu. Quẻ thứ ba, nhà hướng Bắc trong vận chính, ta có 356 cho đến 3 độ và 11 cho đến 18 độ, chính và khiêm hướng. Cung tốt ta có hướng Bắc, hướng Nam và Tây Nam. Tại hướng Bắc ta có cửu tử hội hướng. Cửu tử hội hướng rất phù hợp đặt két sắt tại vị, giường ngủ, cửa khí, bàn học, làm việc, nghỉ ngơi. Tại đây ta nên có núi non sông nước, tức là hòn non mộ và nước chảy, hoặc là tranh núi non sông nước. Tại quẻ này có thể dùng mộc và hỏa. Tại Đông Bắc và Đông, ta có thất xích và nhị hắc. Không nên dùng hỏa thổ. Có thể dùng ít kim, kim loại, đồ đồng, màu trắng xám. Tại Đông Nam và hướng Tây, tam bích, đây cũng là quẻ không tốt. Tam bích đại diện cho thị phi. Tại hai quẻ này ta kỵ mộc và kim, nên dùng hỏa. Những gì màu đỏ và có nhiệt là thuộc hỏa. Tại hướng Nam, ta có nhất bạch hội hướng, phù hợp đặt bếp, cửa khí, giường ngủ, nghỉ ngơi, tài vị, và nên có thủy để kích tài, nên có thủy động. Tại Tây Nam cũng tương tự, nhưng không nên có nước. Quẻ Tây Nam kỵ thủy, nên có bếp, cửa khí, giường ngủ, phòng đọc sách, và nên có tranh núi. Két sắt hoặc tủ tiền phù hợp đặt ở Tây Nam và hướng Bắc. Trong quẻ này ta có 3 cung tốt, hướng Bắc, hướng Tây Nam và hướng Nam. Tây Bắc là quẻ cuối cùng, xin lỗi, Tây Bắc là quẻ kém vì có ngũ hoàng. Trung Cung cũng có ngũ hoàng, kỵ hỏa và thổ, nên có kim hóa sát. Và Tây Bắc không nên có nhà vệ sinh. Nhà hướng Bắc, tọa Nam, phù hợp với người khuyết hỏa, sinh vào mùa đông. Quẻ cuối cùng của hướng Bắc, 341 cho đến 348 độ, chính hướng. Cung tốt ta có hướng Bắc, hướng Nam và hướng Đông Bắc. Tại hướng Bắc ta nên có thủy động, đây là tài vị, nên có cửa khí, giường ngủ, đọc sách, phòng khách phù hợp đặt ở phương vị này. Tại Đông Bắc kỵ thủy, nên có tranh núi.
rất phù hợp, giường ngủ, phòng đọc sách và cả tài vị. Tại hướng Đông và Tây Bắc, ta có Tam Bích và Lục Bạch. Đây là quẻ kỵ Kim và Mộc. Nên dùng hỏa. Những gì màu đỏ có nhiệt là hỏa. Tại Đông Nam có Ngũ Hoàng, kỵ hỏa, nên dùng kim, không nên đặt bếp ở phương vị này. Tại hướng Nam ta có Cửu Tử hội tọa, phù hợp đặt bếp, giường ngủ, phòng đọc sách, tài vị, cửa khí, máy lạnh và quạt. Tại đây nên có núi non sông nước, hòn non bộ và nước chảy, hoặc là chanh núi non sông nước. Tại Tây Nam và Tây, ta có Nhị Hắc, kỵ hỏa. Nên dùng ít kim. Trung cung ta có Ngũ Hoàng, Ngũ Hoàng nhập tù, nên dùng kim. Tại Tây Bắc và Tây Nam, không nên có nhà vệ sinh. Bếp phù hợp đặt ở ba phương vị này: Bắc, Đông Bắc và Tây và hướng Nam. Nhà cửa Bắc, tọa Nam phù hợp với mệnh khuyết hỏa sinh vào mùa đông, từ tháng 11 cho đến tháng 1 dương lịch. Đa phần người sinh tháng 11 đến tháng 1 dương lịch là người thiếu hỏa. Với nhà hướng Bắc nói chung, Bắc là hướng, Nam là tọa, nhà này thiên về nhà khí nóng. Nếu có trên 2 người sinh vào mùa hè ở nhà này thì không khí trong nhà dễ bị oi bức. Ngược lại, nhiều người sinh cuối năm thì trong ngôi nhà dễ bị ẩm thấp. Hải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.